Quốc hội họp bất thường sẽ bầu thêm và miễn nhiệm những ai. Theo quy định của luật tổ chức Quốc hội, mỗi khóa Quốc hội có nhiệm kỳ 5 năm và mỗi năm 2 lần Quốc hội nhóm họp theo định kỳ. Các kỳ họp Quốc hội thường được tổ chức vào khoảng tháng 5 và tháng 10 hàng năm. Ngoài ra, có yêu cầu của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu yêu cầu, thì Quốc hội sẽ họp bất thường để quyết định các vấn đề thuộc quyền hạn của mình theo quy định. Truyền thông nhà nước đưa tin Tổng Thư ký Quốc hội, ông Bùi Văn Cường, sẽ ký thông báo về việc dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định một số vấn đề về công tác nhân sự. Kỳ họp này sẽ diễn ra trong một ngày, bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 tại Hà Nội. Một vấn đề đáng chú ý là trong nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 15 này, Quốc hội đã họp tới 15 lần với 7 phiên bất thường. Trước đây đã có 5 kỳ họp bất thường của Quốc hội cũng được triệu tập để xem xét quyết định cho một số nhân sự cấp cao thôi chức. Điều đó cho thấy sự bất ổn của chính trường Việt Nam hiện nay và hoàn toàn trái ngược với các đánh giá cho rằng sự ổn định chính trị của Việt Nam là điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra trong kỳ họp Quốc hội bất thường lần này là công luận hết sức quan tâm là Quốc hội sẽ bầu thêm và miễn nhiệm những ai và có bầu lại chức vụ Chủ tịch nước như đồn đoán hay không. Theo giới quan sát, hiện nay có một số chức danh trong chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính cần điều chỉnh, phải được Quốc hội thông qua. Trước kỳ họp bất thường lần này đã có sự thay đổi vị trí với ít nhất 2 phó thủ tướng và 2 vị trí bộ trưởng. Luật tổ chức Quốc hội vào năm 2014 quy định, phó thủ tướng là chức danh phải được Quốc hội phê chuẩn, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, phó thủ tướng Lê Minh Khái đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cho thôi các chức vụ trong đảng vì những sai phạm liên quan đến tham nhũng cần được Quốc hội bãi nhiệm. Ông Trần Lưu Quang mới chuyển về làm trưởng ban kinh tế trung ương cũng cần bãi nhiệm chức phó thủ tướng. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh cũng bị kỷ luật của đảng và cho thôi chức. Do đó có thể Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Khánh và phê chuẩn người thay thế ông Khánh ngay trong kỳ họp bất thường này. Đồng thời, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thanh Long hiện đang kiêm nhiệm phó thủ tướng có hai khả năng sẽ xảy ra. Đó là phó thủ tướng Lê Thanh Long tiếp tục kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc sẽ có nhân vật khác thay thế bộ trưởng. Do vậy, có khả năng việc bổ nhiệm thêm chức Bộ trưởng Tư pháp cũng cần được Quốc hội phê chuẩn. Một vị trí phó thủ tướng khác cũng cần xem xét miễn nhiệm. Đó là trường hợp ông Trần Lưu Quang. Sau khi ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương, ông sẽ phải rời chính phủ để chuyển sang hoạt động tại ban đảng. Do đó, khả năng cao sẽ cần có việc miễn nhiệm và phê chuẩn cho vị trí phó thủ tướng của ông Trần Lưu Quang. Một trong những vấn đề để công luận quan tâm nhất hiện nay đó là trong kỳ họp bất thường lần này có đề cập về vấn đề san sẻ quyền lực của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay không. Theo giới thạo tin, tại kỳ họp lần này, điều đó khó có khả năng xảy ra. Thậm chí đây là điều mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn toàn không muốn vì nó ảnh hưởng tới quyền lực tuyệt đối của ông. Trong khi ông Tô Lâm được cho là đã và đang chuẩn bị triển khai một kế hoạch cải tổ sâu rộng và toàn diện đối với hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Quốc hội họp bất thường sẽ bầu thêm và miễn nhiệm những ai đây. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cựu Thủ tướng Ba Dũng phải nín thở qua sông để giúp Tô Lâm lên nắm quyền như thế nào? Cho đến thời điểm hiện nay, với những diễn biến mới trên chính trường, một số ý kiến cho rằng mọi chủ trương hay ý đồ của Tô Lâm sẽ trở thành hiện thực. Sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Tô Lâm lập tức bắt tay tiến hành cải cách, sửa đổi những vướng mắc trong toàn bộ các lĩnh vực, đặc biệt là hai vấn đề nhạy cảm, dễ đụng chạm, đó là đường lối và nhân sự được ông Tô Lâm nhắc đến. Nguồn tin nội bộ của Thời báo.d nói rằng, tại Hội nghị Trung ương 10 tới đây, ông Tô Lâm sẽ chỉ còn giữ một chức vụ duy nhất là Tổng Bí thư. Chức vụ Chủ tịch nước sẽ được giao cho một lãnh đạo khác, có thể là Đại tướng Lương Cường. Nếu tình huống này xảy ra thì Lương Cường cũng khó có thể trụ được lâu ở vị trí Chủ tịch nước.
và câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Câu trả lời là đã là Tổng Bí Thư thì ông Tô Lâm đương nhiên giữ vai trò trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14. Mặt khác, ông Tô Lâm cũng đương nhiên là Bí Thư Quân ủy Trung ương. Việc xử lý đối với tướng Lương Cường sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì. Các vị trí quan trọng nhất trong tứ trụ hiện nay được cho là do đàn em của Ba Dũng nắm giữ. Cụ thể, Phạm Minh Chính thì nắm chính phủ, tức là cơ quan hành pháp. Quốc hội là cơ quan lập pháp do Trần Thanh Mẫn là cựu bí thư Cần Thơ đứng đầu. Quan trọng nhất, vị trí đứng đầu đảng và nhà nước do một mình ông Tô Lâm nắm giữ toàn bộ. Gần đây trên mạng xã hội, tên của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được nhắc đến rất nhiều lần sau khi ông Dũng liên tục xuất hiện cùng Tô Lâm trong một số sự kiện nổi bật. Cùng lúc đó, những hình ảnh được coi là tuyệt mật về sự thân thiết giữa Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cách đây 16 năm trên một chuyến chuyên cơ của Vietnam Airlines lần đầu tiên được công bố. Thời điểm đó, ông Ba Dũng mới nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ đầu được 2 năm, còn Thiếu tướng Tô Lâm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh dưới quyền chỉ huy trực tiếp của tướng Nguyễn Văn Hưởng, là một trợ lý đắc lực cánh tay phải của ông Ba Dũng. Những điều vừa kể trên cho thấy những tin đồn về một kế hoạch hậu Ba Dũng để ông Dũng quay trở lại có thể là có thật và được cho là đã được chuẩn bị từ rất sớm. Một chi tiết không thể không nhắc đến là trong tấm hình ông Ba Dũng xuất hiện bên cạnh Tô Lâm vào ngày 17 tháng 8 tại Sài Gòn, ngồi sát bên tay phải của ông Dũng là Đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh. Ông Lê Hồng Anh chính là người đã đỡ đầu cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con, cựu Chủ tịch Hà Nội, người đang phải thụ án liên quan đến tham nhũng. Dưới thạo tin trước đây từng tiết lộ, trước đại hội lần thứ 12, Giám đốc Công an Hà Nội Trung Con, từ ngày lên ghế Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ sau 3 tháng, đã trở thành Chủ tịch Hà Nội. Vẫn theo giới thạo tin khi đó, Trung Con đã huynh hoàng rằng nếu ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công an thì người bị xử lý đầu tiên chính là Tô Lâm. Đó là lý do khiến cho Trung Con là con nuôi của Lê Hồng Anh đã bị khởi tố bắt giam với lý do làm lộ bí mật nhà nước, cho dù ông Lê Hồng Anh là một người bạn vào sinh ra tử với bà Dũng. Đây chính là viễn kiến của ông bà Dũng. Vì mục đích quay trở lại, ông Dũng đã chấp nhận nín thở để qua sông. Tổng Trọng lúc sinh thời nổi tiếng là người mưu mô xảo quyệt, nhất là sau lưng Tổng Trọng có các cố vấn Trung Quốc. Vậy mà việc các nhân vật chủ chốt như Tô Lâm, Phạm Minh Chính hay Phan Văn Giang được cho là những đệ tử ruột của ông Ba Dũng vẫn còn chủ lại được và tiếp tục leo lên cao hơn trong hơn 13 năm ông Trọng cầm quyền. Đây là thành công ngoạn mục của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh của mình. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải nín thở qua sông để giúp Tô Lâm nắm quyền lực như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de